nhớ chỗ qua không nè? Một chỗ khác. Thì hai chỗ khác hả? Không, đặt chỗ qua đi. Nhưng mà chỗ này xương không, mấy cây thuốc nó có sâu rồi. Chỗ đó nó bị nó cắn á. Nó tính món đây nè. Thôi. Chỗ này. Cái chị khoảng mấy ngày em thôi, chị thằng bé bị cắn trị cho nó từng còn đầu nó 3 ngày mình thấy cái não nó không, nó hoại liệt, nó quơ. Đây là bác Lão Quân bác Tư Lão Quân cắn mà nằm tới lỡ ót về đó. Bé trai hả Tư? Bé nó bị rắn hổ sơn cắn. Hổ sơn luôn đó hả? Hổ sơn. Đây hả? Hồi lúc cắn tới bây giờ là bao nhiêu thời gian bao nhiêu rồi chị? 2 năm rưỡi rồi. Từ hôm mùng 1 tháng 6 mà dùng bắt là nó kêu nọc nó bị nhỏ rồi. Bại não luôn. Bại não liệu. Bữa nay cứng liệu cổ tay. Này là mừng rồi. Cắn trúng đầu hả chị? Dạ. Bé nó bị cắn ngay chỗ nào? Dạ ở dưới chân. Dưới chân. Qua ông nghiên thuốc cho em bữa thôi. Là khi gắn cắn là bị gây cái bệnh luôn hả? Dạ. Tự. Dẫn tới như bại não. Người ngày hôm qua ghim thuốc một bữa thấy như sao chị? Dạ. Từ ngón tay cháu ta bóp cho ta thuốc từ đều. Thế em á, ông cho uống thuốc đi, ghim thuốc vô cái là thấy bụng. Dạ. Dạ ngủ ngon. Ngon, ngủ ngon mà thấy môi hồng, má hồng, bàn dạ. Tay nó cũng hồng. Vậy là ngày qua ghim thuốc đêm hôm ngủ nó không quậy? Dạ, ngủ không có quậy nữa. Mà dạ. Đỡ hiện tượng mà cứ giống như kiểu nó ép lên, nó thở, thở không dạ, được dạ. Hiện tượng bị ngưng thở. Dạ. Bé năm nay được nhiêu tuổi rồi chị? Dạ, sinh 2017. À, vậy là 6 tuổi rồi. 6 tuổi rồi. Hồi mới học xong lúc mầm mắc cây ra ăn mới được chứ không nhai được. Ý vậy là bé này ăn chay hồi lúc sanh ra luôn tới giờ? Dạ đúng rồi, từ sanh ra là đã ăn thì ăn chay rồi. Nhột quá vậy. Nhột không? Nhột. Cái bữa đầu là nó có cái hiện tượng sao nó lại ăn chay vậy ha? Nó không chịu ăn thịt cá hay sao? Không chịu ăn, ăn vô là ói ra. Ăn vô ói ra. Đến lúc mà biết nếm mùi vị là ăn vô là ói, với lại không chịu ăn. Cái đến lúc mà xay đồ ăn rau củ không thì ăn chịu. Thì kiếp trước là thầy chùa. Để lúc mà ở nhà cứ cho ăn đồ ăn mặn là sợ lắm, nhìn rất là sợ lắm, lấy tay lắc xua đi không. Sao sinh ra ăn chay tới giờ luôn. Con ta cái óc cháu gặp, ta cái đầu bóp cho nó dũng cái đầu. Lúc buổi ban đầu tiên mình bị cắn là mình có đi chạy đi thầy đâu không hay là đem đi bệnh viện luôn á? Ừ, ở nhà ban đêm bị là đưa lên tới bệnh viện thì tới viện là đã bị ngưng tim rồi. Ừ. Đây là bác sĩ họ làm hô hấp cho rồi họ đặt máy luôn cho thở mấy tháng ở trong viện. Hát dạng tết ha. Ừ. Mấy tháng đó cũng bồn tiền. Bồn. Ở trên đó là 4 năm rưỡi mới được ra viện. Ừ. Ra cái về nhà ở được hơn tháng để cho bé đi Sài Gòn chạy não, chạy 2 năm á. Cái bữa nay mới cho về rồi mới biết anh á, rồi em mới liên lạc á, rồi anh cho em địa chỉ dưới đây á. À, nọc rắn nhưng mà đọc thấy ghê thì trời, hổ sơn. Nhỏ kêu cặp nông cặp nia là nó. Cái anh mà hồi lúc trước cũng ở đâu vùng ngoài cũng bị con rắn cắn mà anh bị bại liệt luôn, cái sau này không đứng đi đứng như khúc cũ luôn, không còn gì hết. Bị gì nó nọc nó lên não mình á. Dạ, nó chạy vô hệ thần kinh làm đúng cho rồi. Là tê liệt hết, đâu biết gì đâu. Làm vậy mới chết người mình được. Cái ca mà nghe nó quay một lần em nói với anh đó. Cũng ở ngoài Bình Thuận đó hả? Rồi đúng rồi. Cái ca đó là cũng giống vậy, nọc rắn chạy lên bại não luôn. Ừ. Liệt hết, bại não gây ra liệt hết, giờ ăn cũng có hơi. Nghèo hả? Nghèo không? Nghèo không? Nhộp. Bóp nó bứt rứt. Bữa nay còn rờ tay chân nó được, hồi mới đầu nó không có rờ được đâu. Cái đau á, rồi nó gầm rồi nó đủ thứ hết á. À, cổ bó vai gần cổ cho cháu cho nó hoạt động cái đầu nó đừng quay quay nó lại ôm vô cái da chị dạ. Nằm viện là có thẹo đầu luôn nằm bị thẹo đầu luôn rồi. Thở máy lâu quá cái rốt cuộc là nằm mới có mấy ngày mà nó tím hết đầu lại luôn
phải đâu, nọc nó chạy tới đâu nó quậy tới thứ nó giống gì đâu, nó độc thiệt độc. Ôi trời đâu. Cái đó mình đi đâu mà bé nó bị nó bị cắn chị ha. Rắn nó vô nhà không? Vô nhà luôn á hả? Nhà luôn. Cái chỗ bình nước mình uống nước á. Cái bé đi uống nước cái là bị. Chị này ở ngoài rất nông. Vậy hả? Có cái lu bể, cái mẹ bể gì để quay nhà cha. Dùng đó nó rắn nhiều. Lỗ này không à, ngoài đó là lỗ này là nhiều. Cái ra đường nó nằm nữa. Ghê á. Ở đó nhiều lắm. Đi rẫy rồi về là ra nằm thấy là ngoài đường là mé mà đi. Vậy là chị thấy khi mà ghim thuốc cái kho thuốc này là hồi tối giờ bé thấy nó ngủ yên hơn mọi khi ha. Ghim một phát vô là đã thấy ngủ êm rồi. Chỉ cần uống thuốc với ghim vô là đã lên võng nằm là ngủ im. Ngủ dậy xong ăn, ăn xong ngủ tiếp. Êm á, thì bánh êm quá. Vì nó rút độc ra đó. Thì là cũng yên lắm, nó có tác dụng của thuốc nhiều quá. Ừ. Chịu thuốc rồi. Chịu thuốc. Con nhiệt nữa. Nhỏ cũng đâu biết gì đâu. Ừ. Bóp bằng giò tha chứ bằng giò móc. Nhột quá. Nhột. Kiểu lạnh lạnh quá. Đẹp trai quá, đẹp trai nhưng mà. Hôm qua có mấy cô, mấy bác sau đi chơi. Vui, ra sân đồ chơi em vui. Ráng đi con, xuống ông cầu chị thời gian hết rồi con. Đừng con đừng giải giải nó đau lắm, để cho bác bớt cho con. Hết rồi thời gian lớn lên rồi có ghệ dẫn ghệ xuống thăm ông Tư nha. Ông cầu. Ăn Tư ông về có khi ở với ông cầu luôn. Bằng tay con trà bằng tay cháu. Chịu không? Chịu gửi cho ông cầu không? Còn nhận không cầu? Chịu ok. Tôi lên cái viện. Cơ nó bị teo vậy hả ông Tư? Teo cơ nó rút gân. Bị nó bị hư não mà, bại não. Ở rồi, em bệnh viện 4 ngày bệnh viện họ trả về rồi đó. Trả về rồi. Thế xong có bác vô bác cũng đắp thuốc lá cho. Cái gia đình cũng nói chung thương á, nói thôi kệ còn nước còn tát cứ làm được gì cho cháu thì mình làm. Nhất là ta ra đường sống ngay lên hai bên. À, gỗ nó là đường trên nó lỗ tai. Lên tâm hả? Có anh. Cái này sao lắc đây? Em thấy cái chân bé nó bị treo rồi vậy nó còn đi được không chị? Được. Được ạ, tại vì đợt trước nằm nó teo lắm. Mai hôm nay không có lý đâu. Nó nằm ở trong viện nó teo, nó ra ngoài mua mấy cái đồ cho nó đạp đó. Bây giờ đỡ lại. Lấy cái chai nhỏ xót rót cho chị mày để rót trong cái đó cho chị mày bớt. Ủa mà thằng bé nó ăn chay mà mình thấy nó đâu có ốm đâu ha. Ăn chay mình cũng mập mạp. Đủ sứ rồi. Chị có ăn rau củ không? Vậy không? Rau củ với các loại hạt mẹ tự làm sữa cho em ăn. Rồi nó quậy. Làm cho ánh đi phải không ấy? Hồi trong viện là rút xuống còn có 14 kg. Bữa nay mẹ chăm lên sau thời gian đó mẹ chăm lên ăn chay nó không lên 9 kg. Ở trong nhà chị con có cân rồi đó, bỏ cân cân đó thôi. Dạ. Bị nó không ảnh hưởng não thì nó mau lắm. Dạ. Yeah. Tha thuốc cho nhiều nữa con. Ở có cái cối xay cháo lên chút lấy mày xay nha. Dạ, yeah, đúng rồi. Chị chút lại bé đi này chị khoảng bao lâu hết không được? Tao tính 3 ngày mà tính ra chơi từng thì chắc từng. Từng đấy. Ăn nằm chạy não Sài Gòn 2 năm trời. Tư nhân không? Thôi, bệnh viện họ chạy. Tốn biết nhiều tiền nữa nè. Bệnh viện họ chạy, họ đâu có nhậu đâu vô thì họ nói sống là mừng rồi, nói là sống là mừng rồi thì mình thấy vậy là mình cũng mừng rồi. Đúng rồi. Bé nó nhắm mệnh gì được, ít gì cũng tiền tỷ à. Tiền nó lấy tiền mình bán nó ăn không mừng được nó chạy. Cổ không tiền đến đáng nó về ở với nội. Tiền tỷ luôn. Giờ cái đi làm thuê. Ba cái chạy xe thuê cho họ thì cứ có tiền rồi mà. Khỏe ơi. Rắn gì đâu mà nó độc thì ghê thật chứ. Trời ơi, trước đây nó lanh lắm. Tuy ăn chay vậy nhưng mà lanh lắm, học đi hành lanh lợi.
thấy thì có mình mẹ mình không dám ăn như tà hủ với rau cải mẹ ăn cá thịt hoài. Tết này mới được 7 tuổi. Bị rắn cắn 2 năm nay cái nhỏ hết phát triển luôn. Cái gì? Ai gọt thuốc hả? À? Tao gọt cái ai? Đồng nghiệp kia. À mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Cái này do độc tố nó chạy lên nó phá thành nó mới lỡ dài chứ không phải là do nó hầm. Đâu có độc tố lên tới trên cái ốc, cái ốc đầu luôn. Nó làm hoại tử luôn. Không biết đồ việc động quân không? Nó cắn rồi y như mặt đồ việc động quân. Ngồi không yên. Như con không có còn chỗ nào mà gương lạnh, rằn ri. Nó tím lại mà bác sĩ cứ nghĩ là chắc hồi lúc mà con đưa con đi xong trên xe nó dùng á. Rồi nó đụng đầu vô cái này cái kia. Nó không, con ôm xong xong xong. Nhanh lắm, không có sưng gì hết không còn. Không có sưng gì hết, cắn vô không có sưng cái gì hết. Nó không sưng. Không sưng, không hiện tượng gì luôn. Cái xong rồi con đưa đi là đi dọc đường là bắt đầu là nó lên đường là nó kéo lên là gây nhỏ không thở được không. Nó ép vô không thở được. Dọc cái đó tao đi 2-3 ngày cháu nó. Nhớ chỗ qua không nè? Một chỗ khác. Thì hơn chỗ khác hả? Không, đặt chỗ qua đi. Mà chỗ này xưa không mấy cây thuốc nó có sâu rồi. Chỗ đó nó bị nó cắn á. Nó tính mỏng đây nè. Thôi. Chỗ này. Cái trẻ này, cái làn đỏ một chút đó, ba nẻ nó đâu sâu nó giật hoài tao. Thấy rõ đâu tao làm cho nó sâu. Vậy giật mình. Không biết là đau. Nẻ đau cái nó giật cái giò. Con đè cái đầu kìm kìm đi cho nó cứng để nó giật cái giò. Trời ơi, bữa nay còn biết đau là mừng á. Không biết gì luôn. Vì sao? Ai ngéo làm gì kệ. Ồ. Không biết một cái gì luôn, bữa nay biết đau. Bữa nay biết chảy nước mắt là vui rồi. Mày chơi mày đi mua biết cho ông nội một lớp một cái gì luôn. Cái trùng tiếng coi còn chóng mà. Còn đâu? Còn nó chống cái gì á. Nó rồi qua lục năm qua bên cũ cũng hết rồi. Lấy hai cùng băng keo với hai chai oxy gà nó qua cho bà già bên trong khánh một chai rồi. Giờ nói chuyện bé biết nghe không chị? Dạ nghe, bệnh nó biết nghe. Dạ. Bữa nay nằm ngủ là tự ngồi dậy coi tivi được. Dạ. Biết coi tivi. À mẹ mẹ. Thì nó hết độc tố trong thân thể nó không còn quậy nữa mà liệt, cái liệt này từ lâu lắm. Tắm rửa nhỏ đừng cho nó ướt cây thuốc. Dạ. Hôm qua xuống đây kiểu cũng thay đổi khí hậu á. Ở trên dùng nó khác, nó khác tố nó không biết mình. Thể nọc chết, yeah, mình yeah. Tắm nó ướt nó trả vô máu mình. Nặng lắm. Có thể chết người tại chỗ luôn. Không có nhăn quá hết. Mấy cái nọc rắn này nó lợi hại ghê hồn thiệt. Hồi đó nghĩ cũng đơn giản là chắc là cũng tính là không sao ha. Và đưa biết là độc nhưng mà nghĩ là nghiện thì lên có người chắc họ chịu hết không rồi. Hồi đó đâu. Ba bé đi tìm nước thanh xin biết xuống chạy tránh tâm tâm đụng không có. Đâu ngờ nó lên tới não nhỏ. Tại do não này là do bị ngưng tim, bị thiếu oxy lên não. Yeah, yeah. Đó cũng là một cái phần nữa. Do yếu, em nhỏ yếu. Vì lúc đầu độc nó vô tim nó làm đứng tim, yeah. Máu nó không bơm lên não, bị tê liệt não rồi. Mm-hmm.
Khỏe ra hả? Rồi xây cái lá chuối nữa cho nó uống. Dạ, uống hết luôn hả chị? Dạ, chia làm hai lần. Chia hai lần. Dạ, xay nát ra là chia làm hai lần là chịu. Chợ hôm qua uống được thuốc mừng mừng. Dạ. Yeah. Rồi xong rồi, xong rồi bé ơi. Sợ nó quơ chúng cho bạn á. Rồi xong rồi. Xong rồi ngồi em ru rồi. Em rồi cười rồi, cười rồi, vui rồi, vui rồi. Em vui rồi, vui rồi. Im không? Im không? Im. Nó bại liệt là do ảnh hưởng thần kinh đường trống, nó lên tới não, nó xuống tới gót giò. Này là ca thứ hai mà bị cắn, ví dụ giống đó cắn bài não. Ừ. Theo mình biết nha, còn những người khác mình không biết, họ khăn mình biết là hai người. Thuốc trật nó cái trong một tuần mà cũng rắn hổ sơn này cắn. Nhỏ dư. À, không có to, con nhỏ nhỏ không à. Nó ở đâu, nó ở nguyên bầy, ban đêm mà con sách đuốc nó. Chứ rắn hổ bướm, cầm gặp tượng rồi này kia đâu có vụ này đâu. Cầm gặp tượng thì nó lầy lụa, nó lo. Nó bị hoại tử mà. Còn rắn này gì đâu, nó lên tới não. Không bầm, không tím, không sưng vậy. Không yeah. Thấy cái gì luôn. May mà bà nội phát hiện ra đó mà thôi. Im vô phòng ngủ mình. Người không hay là đi không luôn. Cái thằng tên Bưng Tiền nó bắt được, nó tưởng ri voi con, nó mới lẹm miệng cho vợ nó đi chợ bán. Lẹm cho chặt cái tay, dính cái răng trong ngón tay này. Vợ đi chợ về cái nó lo nó cơm nước rồi cho cha con nó ăn, nó đắp chiếu nó ngủ. Chừng vợ ra kiếm quét mắt mẹ. Vợ ra đắp chiếu luôn. Vợ ra đắp chiếu luôn. Cứ ngắt luôn rồi. Ông già nó gặp tao, người ta đi săn, tao đi đâu có nhà. Đi Đồng Miên nửa tháng mắt mới về. Ông gặp cũng khóc phù non rồi đó. Phải có ông ở nhà đâu chứ. Quá đẹp trai đi mà. À, ăn chơi trường hồi nhỏ lớn luôn nè. Tết này nữa là 7 tuổi rồi. Bắt tay cái ai. Đi, bắt tay cái ai. Đây. Tay cái tay mềm nhũng nha. Sinh ra con người thì tạo quá, sinh ra rồi mang cái nghiệp. Quần đen luôn. Vậy là rắn lục cũng nó cũng bị quần đen hoại tử luôn hả ông Tư? Hoại tử, nó hoại tử nhưng mà nó làm da mình đen đốm đốm đốm. Dạ. Trường hợp nó có khi nào mà nó chuyển nặng quá nó gây tử vong không? Không tử vong mà nó tháo khớp. Ôi ơi. Còn để lâu rồi nó chịu chưng cái khớp, nó dụ nó cắn ngón tay, nó sưng đây, nó rớt đây. Nó sưng lên đây, nó rớt nhanh đây. Ôi ơi, thấy ghê vậy. Ủa nguyên nhân nó không làm ngoại tử mà tại sao là bị rớt khớp cho nên không tìm gì? Nó táo khớp luôn, bị nọc nó ăn mấy cái nước dần mình đâu còn nữa. Đi tới lâu nó quật phá tiêu tới. Lên tới đầu phá máu tới đó. Ghê trời. Nó thì nhiệt hồng cầu bạch cầu mình nữa. Phá thành kinh. Vô chỗ pha cho nó chút máu. Ủa vậy là như ông Tư nói là cái hổ sơn đó. Nó bay thôi. Không, nhỏ vậy. Đưa cái thuốc này cây cho cháu uống đi. Xay cái lá này đút cho em tâm à. Cháu nghĩ nha, bỏ trong đây.
Đây nắp lại rồi cái bà luôn. Mới ăn nữa sợ. Đây nắp lại. Ủa từ cái rắn mà con rắn hổ sơn với con rắn mới gần cái con đó là nó cắn độc tố y như nhau. Nó giống như là con ấy nó kéo đàm hả ông tôi? Ừ nó nghe hả. Nó không kéo đàm, không giống hổ đất, kéo ồ ồ, thằng này nó đưa đàm lên. Đưa lên cho ngạc hồng luôn hả? Cho ngạc hồng. Ghê, lần đầu tiên mình không biết là cái vụ nó cắn, đưa đàm lên nữa. Nó cắn cái thằng ở núi Cấm bị cắn rồi tao trừ hết rồi giao nhà cho con nó ở đâu năm trước năm sau con bị cắn luôn cũng giống nó hả không tôi? Ừ nó hai chó nó chó con nó cưng lắm ủ nu như chó của mày vậy rồi người hai chó con ra vô gặp rắn giỡn nó cắn chết hai chó rồi rồi bữa đó hai chó nó sủa con ngoài lộ bằng cái mình bự hơn chân cái. Mở cửa ra, hồi ra thì không sao, đi vô, nó gặp rắn, nó đập rắn mẹ chết rồi, đi vô, rắn con cắn. Đây mình cũng cắn lòng mình trị cho người ta. Như như trị khoảng mấy ngày không ta? Trị thằng bé bị cắn. Tôi cũng trị cho nó một tuần, lần đầu nó 3 ngày, mình thấy cái não nó không? Nó hoài liệt, nó quơ quá. Hỏi đây nó thâm đen lên là nó nọc cũng tới não mình nè, nó ăn đây mấy bài liệt á. Dạ. Theo như cái bệnh đó ông Tư lấy nọc ra hết rồi bóp rượu rồi này kia có thể nó đi lại được không? Cũng không đoán chắc được hồi nào giờ chưa trị những cái bệnh quá nặng gì ta. Mình đoán không được. Còn độ chắc lúc nó bị cắn rồi nó lên làm tới tìm nó đứng tìm cái nó bị bại não luôn đó ông Tư. Ừ, nọc nó chạy lên não nè, đứng tim rồi nó chạy lên não mới liệt người. Dạ, dưới tim nó không bơm máu lên não được. Đâu bơm được. Cho nên nó bị liệt não luôn. Tội nghiệp nhỏ ghê.